chúng ta có một cái ma trận kề cho đồ thị. Đồ thị ở đây là thầy cho là nó gồm có 6 đỉnh ha các em. Thì các em nhìn thêm cái đồ thị này á, là thầy cho là nó là đối xứng, tức là đồ thị của chúng ta là vô hướng, ta đi được theo hai chiều ha. Thì nếu mà các em nhìn vào, ví dụ như từ đỉnh số 0 đi, thì mỗi cái con số này nó mang cái nghĩa là cái chi phí, tức là từ đỉnh 0 mà thầy đi sang đỉnh 1 là thầy mất 5 đồng, đi sang đỉnh số 2 là mất 8 đồng, đỉnh 3 là mất 3 đồng, đỉnh 4 là mất 2 đồng và đỉnh 5 là mất 4 đồng. Thì như vậy khi mà thầy đi á, thì thầy sẽ chưa có xác định được là mình sẽ đi theo cái chu trình nào, đi theo cái con đường nào và thứ tự đi qua các cái thành phố, các cái đỉnh của mình sẽ là như thế nào. Nhưng mà chúng ta có một cái định hướng là gì? Cái ưu tiên trong đầu của mình á, cái tham lam ở đây nó thể hiện sao? Trong số những cái đỉnh, trong số những cái thành phố mà thầy có thể đi được tới từ cái thành phố hiện tại, ví dụ thầy đang đứng ở thành phố số 0, thì hiện tại là tất cả các thành phố 1, 2, 3, 4, 5 thầy chưa đi hết, chưa có thành phố này đi qua hết. Vậy thì thầy đều có thể đi được đến đó đúng không? Vậy thì các em sẽ chọn thành phố nào để đi trước tiên? Theo các em, thành phố số 4 lý do? À, là chi phí từ thành phố hiện tại tới cái chỗ mình đang đứng đi tới chỗ đó là tốn ít nhất. Nhưng mà lỡ mình bị dụ thì sao? Tức là từ thành phố hiện tại mình đi tới đó thì chi phí rất là ít, nhưng mà từ đó đi tới những thành phố khác thì chi phí nó lại cao thì sao? Như vậy không lấy gì đảm bảo là cái cách chọn của chúng ta là tốt nhất. Nhưng mà mình cứ theo đúng cái quan điểm và chiến lược mình đã xác định ngay từ đầu là gì? Tôi đang đứng ở chỗ hiện tại thì tôi sẽ nhìn ra xung quanh, những thành phố xung quanh, thành phố nào mà tôi chưa đi mà cái chi phí tới đó là thấp nhất thì tôi sẽ chọn cái thành phố đó để tôi đi. Còn từ đó khi tôi đã đi tới thành phố đó rồi thì tôi sẽ quyết định tiếp, tức là từ đó đi tới thành phố nào tiếp theo mà chi phí thấp nhất nữa thì tôi sẽ chọn. Mà nếu lỡ mà đi đến đó rồi mà chi phí đi tới những cái chỗ kia mà nó đắt đỏ, nó cao gì đó thì tôi cũng phải chịu thôi, tại vì không thể quay trở lại được, đúng không? Ở đây chúng ta không có chuyện quay lại, đã chọn rồi, giống như mình đánh cờ, bóc quân cờ lên đi rồi, gọi là gì? Hạ thủ bất hoàn, đúng không? Có nghĩa là bóc con chọn nước, đi cái nước nào rồi là không có undo, không có quay lại, không có trả lại hết. Thành ra ở đây chúng ta cứ theo cái quan điểm như thế ha. Thì đó là cái ý nghĩa của bài toán người đi du lịch. Thầy nói qua luôn một lượt các bài toán luôn ha, rồi tí nữa chúng ta sẽ quay lại cài đặt sau. Bài toán tiếp theo chúng ta có ở đây là bài toán tô màu đồ thị. Cái này chắc là quen với các em. Cái này bên lý thuyết đồ thị có học không? À, có một số bạn nói là học rồi, một số bạn chưa học, nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Thì phát biểu là người ta cho một cái đồ thị có n đỉnh và có các cạnh nối, và bài toán người ta đặt ra là tìm cái số màu tối thiểu để tô cho các đỉnh, mỗi đỉnh sẽ tô một màu có thể giống nhau hoặc khác nhau, làm sao để đảm bảo là hai đỉnh kề nhau bất kỳ thì cái màu để dùng để tô là phải khác nhau. Vậy tự nhiên người ta nghĩ ra cái chuyện tô màu ở cái đỉnh để làm cái gì? Tô chơi cho nó đẹp vậy thôi hả? À, nếu như mà người ta nói là tô làm sao để cho là hai đỉnh bất kỳ của đồ thị mà nó kề nhau, hai đỉnh kề nhau bất kỳ là không có màu giống nhau, mà không có thêm một cái ràng buộc nào nữa, thì cách đơn giản nhất là mình làm gì các em? Cách đơn giản nhất là làm gì? Tô mỗi đỉnh một màu đúng không? Quá sướng, đảm bảo chắc chắn là không bao giờ trùng nhau hết. Cho dù nó có kệ hơn kệ, kệ nó, mỗi đỉnh tô một màu. Nhưng mà như vậy nó sẽ tốn rất nhiều màu. Nếu như đồ thị của mình mà có ví dụ như là 1000 đỉnh đi chẳng hạn, thì nó sẽ tốn rất nhiều màu. Ở đây người ta yêu cầu là làm sao để cho cái số màu mà mình sử dụng đó là ít nhất. Thì nghe cái bài toán nó có vẻ như là vô thưởng vô phạt, nhưng mà nếu mà các em liên hệ lại với lại một số cái ứng dụng thực tế đó, thì các em sẽ thấy là nó sẽ rất là có ích. Và đặc biệt là bài toán này thì áp dụng rất là nhiều trong những cái
bài toán mà liên quan đến chuyện xếp thực có biểu. Bây giờ các em tưởng tượng nha, à, học kỳ này các em học bao nhiêu môn? 7 môn. Rồi, một người học 7 môn. Nguyên cả trường này là tổng số môn mà mở ra là vài trăm môn. Thí dụ thầy lấy ví dụ là 500 môn. Rồi cuối kỳ sẽ xếp lịch thi. Các em chắc chắn một điều là không bao giờ mình bị trùng lịch thi. Có nghĩa là cho dù các em đăng ký học lại, học vượt, học chuyển nhóm, các em học chung với năm 3, năm 4, năm cuối, học kỳ trả nợ kéo dài gì, đảm bảo là không bao giờ các em bị trùng lịch thi. Làm sao người ta làm được chuyện đó? Trong khi trường này có khoảng 500-600 môn học mở trong mỗi học kỳ, hơn cả mấy ngàn lớp và mấy chục ngàn sinh viên. Trường này hơn 30 ngàn sinh viên. Như vậy làm sao người ta làm được cái chuyện đấy? Thì các em thấy là người ta sẽ vận dụng cái bài toán tô màu đồ thị vào. Mỗi một cái đỉnh của đồ thị lúc đó là một cái môn học. Như vậy 500 môn là 500 cái đỉnh. Thì bây giờ hai cái đỉnh mà nối lại với nhau, có một cạnh nối, thì khi nào người ta sẽ nối hai cái đỉnh lại với nhau? Và khi nào người ta không nối? Hai đỉnh là hai môn học. Nếu như hai môn học đó mà có một sinh viên cùng học cả hai môn đấy, tức là nguyên cả trong trường này chỉ cần phát hiện ra một người học cả hai môn đấy, thì có phải là hai môn đấy sẽ không được xếp lịch thi trùng nhau không? Vì xếp lịch thi cùng giờ là sẽ cái sinh viên đó nó sẽ bị trùng giờ. Như vậy cứ hai môn học bất kỳ mà có một sinh viên nào đó mà cùng học cả hai môn thì sẽ nối lại bằng một cái cạnh. Và tí nữa khi thầy tô màu thì hai cái đỉnh mà đó sẽ không được phép tô cùng một màu. Mà hai đỉnh mà tô cùng một màu thì thầy có thể xếp thi cùng một giờ, tức là cùng trên cùng một cái lệnh. Như vậy từ đó người ta mới chuyển ra bài toán là với 500 cái đỉnh như thế, với một loạt những cái cạnh nối như thế, tôi sẽ tô màu cái đồ thị đó. Và số màu mà chúng ta dùng để tô cho cái đồ thị đó sẽ chính là cái số ca thi mà chúng ta có thể dùng để tổ chức để thi cuối kỳ. Và đảm bảo là không có sinh viên nào bị trùng lịch. Các em hình dung là đó là một ví dụ rất là nhỏ trong cái bài toán mà gọi là tô màu đồ thị. Thì mình nghe rất là vô thưởng vô phạt, mình học nhiều khi mình không biết nó dùng để làm gì, cái mình nói ủa cái này nó tự nhiên lấy đồ thị ra tô màu chơi làm chi. Thật ra là nó vận dụng như thế ha. Thì như vậy thì ở đây cái ý tưởng á là người ta làm rất là đơn giản, tức là bây giờ mình có một cái đồ thị ha. Ở đây trong cái bài này thì không thấy được cái hình ra, là thôi chúng ta cứ hình dung cái ý tưởng ha. Thì khi mà chúng ta thể hiện cái tư tưởng tham lam là ở như thế này. Đầu tiên là mình chọn một màu ra để tô. Thì mình tô một đỉnh nào đó thì lấy màu thứ nhất để tô cho một đỉnh. Thì đằng nào thì cũng sử dụng một màu rồi đúng không? Ví dụ thì sử dụng màu đỏ để tô cho đỉnh thứ nhất. Thì đằng nào là màu đỏ cũng đã được dùng, được tính là một màu rồi. Như vậy chúng ta sẽ tận dụng cái màu đỏ đó để chúng ta tô cho tất cả những đỉnh khác mà mình có thể tô được. Mà những đỉnh khác mà có thể tô được là sao các em? Đỉnh đó nó thỏa điều kiện gì? Nó không có kề với lại một cái đỉnh có màu đỏ thôi là mình tô được đúng không? Chỉ cần cái đỉnh đó nó không kề với một cái đỉnh có màu đỏ là mình cứ tô, và cứ thế mình sẽ tô giống như kiểu mình loan ra, mình xét đằng nào tôi cũng dùng màu đỏ rồi thì tôi tính là một màu rồi, nên tôi sẽ cố gắng tô càng nhiều càng tốt. Tôi đến khi nào tôi không còn đỉnh nào tô được màu đỏ nữa, lúc đó tôi đổi qua màu khác. Và quá trình đó lặp lại. Như vậy mình sẽ tận dụng cái khả năng mà tô càng nhiều càng tốt đó, thì nó thể hiện cái tư tưởng là tham lam. Và trong trường hợp này cũng tương tự như cái bài nãy, thì các em về thử đánh giá xem với cái cách làm như thế là mình có đạt được tối ưu hay không. Rồi bây giờ với cái bài toán tô màu đồ thị và bài toán du lịch này thì chúng ta có một cái ma trận kề đúng không? Chúng ta cần phải đọc dữ liệu từ cái ma trận kề đó cho vào trong chương trình. Vậy thì cái việc cơ bản đầu tiên là các em tạo một cái project mới, các em copy cái file dữ liệu này ra, cho nó vào file text, và chúng ta viết một cái hàm để đọc dữ liệu. Các em có thể copy từ bài cũ qua cũng được nha. Nhiệm vụ mình là đọc dữ liệu từ một cái file text cho vào cái ma trận kề, và chúng ta hiển thị cái ma trận kề đó ra.
Rồi các em làm xong cái này đi rồi chúng ta nghỉ giải lao, và sau giờ giải lao vào thầy sẽ hướng dẫn về cái cách cài đặt thuật toán tô màu cũng như là cái thuật toán người đi du lịch nha.